Chào tất cả các bạn, hôm nay thì chúng ta hãy cùng đến với cái tựa game là Tìm Lão Đường Hạnh Phúc My Hotbot Story nha các bạn. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cho bạn cái series giải đáp thắc mắc cho tất cả các bạn tân thủ. Ok, bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Thì câu hỏi đầu tiên của bạn Hai Võ là: em đồng một nhưng mà em mua hết bàn ghế mà chưa được điểm cơ sở nữa, anh còn cách gì nữa không? Thì để lên được điểm cơ sở đồng một thì bạn vào cửa tiệm nha bạn. Thì ngoài bàn ghế ra thì bạn có thể mua những cái vật phẩm trang trí khác như vầy ba nha bạn, hay tính toán nhân dân. Nếu như ở bên đại sảnh mà bạn mua hết rồi bạn, thì bạn nhấn vào khách bên ngoài tiệm bên đây nha bạn, hoặc là nhà bếp bên đây nha bạn, hay là phòng riêng bên đây thì bạn tiến hành mua nha bạn. Thì bạn tiến hành mua hết những cái vật phẩm trang trí đây thì chắc chắn là này nó sẽ dư nha bạn, chứ không thể nào mà nó thiếu được. Bạn mèo mít bạn nói cảm ơn à, thì mình cũng cảm ơn bạn. Câu hỏi kế tiếp của bạn Hàng Lam là: anh ơi cho hỏi em đổi cúp lấy gian hàng đồ ăn nhẹ, vậy cho em hỏi gian hàng đổi xong thì nó nằm ở đâu vậy anh, em đổi xong tìm hoài không thấy. Đây các bạn, thì trong cái phần cho đổi cúp có gian hàng đồ ăn nhẹ ở đây, thì để đổi nó thì để sử dụng nó thì bạn vào cửa tiệm đó bạn, nhấn vào bên ngoài tiệm thì các bạn tiến hành kéo xuống cái quầy ăn vặt, và các bạn tiến hành kéo đến cuối cùng nữa bạn, có quân cúp gian hàng đậu nhẹ, các bạn nhấn vào sử dụng và các bạn giao tiệm, bạn sẽ thấy nó ở ngoài cái máy chơi game này đó nha bạn. Câu hỏi kế tiếp của Thiên Hà Tình Trong: LD9 dành cho Win 10, LD4 thì không chơi được, bạn ơi có cách nào chơi trên Win 7 không? Thì hiện tại thì mình mới có chơi trên giả lập mà là Delayer thôi. Còn nếu như bạn muốn chơi Win 7 thì bạn có thể thử giả lập Lutax hoặc là Notlayer nhé bạn. Tại vì mình chưa có thử những cái đất kia. Câu hỏi kế tiếp của bạn Quân Nguyễn: lên vàng 3 kiểu gì cha? Thì cha xin trả lời với con là để lên được vàng 3 thì bạn cần điểm cơ sở, điểm phục vụ hoặc mà điểm thức ăn. Nhưng mà mình thấy có một số bạn á, là thiếu 5 điểm nữa mới lên được 200.000 điểm cơ sở, và thiếu điểm phục vụ, điểm ăn rất nhiều, mặc dù đã mua hết những cái vật phẩm đồ trang trí trong cửa hàng, chưa có sắm hết những cái gian hàng này ở trong những cái mini game này, nhưng mà vẫn còn thiếu điểm nha bạn. Thế này thì phải đợi game update nha bạn. Câu hỏi kế tiếp của bạn Anh Lê Quỳnh: tên em là món lẩu thịt người. Cảm ơn bạn. Tên thì có thể là tên bạn muốn đặt tên gì cũng được, nhưng mà tên đó thấy có thể là quán bạn sẽ ế nha bạn, nhưng mà có thể là quán sẽ đông tại vì người ta sẽ tò mò. Câu hỏi kế tiếp của bạn Anh Phan là: treo máy là để điện thoại màn hình sáng vậy hả anh, không được tắt hả? Thì hiện tại thì treo máy thì bạn để màn hình sáng nha bạn, tại thường thường mình để màn hình sáng nhưng mà mình chỉnh lại cái độ sáng nó tối nhất có thể. Còn để màn hình tắt mình chưa thử nha bạn, nếu như bạn nào thử thì rồi thì bạn có thể comment bên dưới để cho bạn cũng biết nha, tại mình thường thường để màn hình sáng nó mới hoạt động thôi bạn. Câu hỏi kế tiếp của bạn Quý Triệu Phúc: nâng diễn viên thì nâng một hàng lên 6 sao thôi bạn, mình mở trạm diễn mới thì nó vẫn được sắp xếp diễn liên tục mà, còn về concept thì nên nâng đội ban nhạc gia 6 sao vì concept cuối là nên ông nên nó phù hợp hơn thầy Trạch hay cô Lãnh. Ok, thì như bạn đã góp ý thì phần diễn viên thì nếu có vũ công thần bí thì bạn nên nâng vũ công thần bí 6 sao, sau đó thì bạn xếp hai cái nó liền kề như vậy nhé bạn, tại vì bạn không cần phải xếp xen kẽ được. Sau đó thì bạn cứ nhân ban nhạc gia vậy là sẽ được nha bạn. Thì đó là cái phần câu nói của bạn Quý Triều Phúc. Câu hỏi kế tiếp của Kim Nhung Trần: sao anh nhặt được đồ của các nhân viên? Thì để nhặt được đồ các nhân viên thì nhân viên phải xuất hiện được những cái con cá ở trên đầu á bạn, sau đó thì các bạn cứ nhấn vào người nó nha bạn, đừng có nhấn vào hình con cá, nhấn vào người hoặc là đầu nhân viên các bạn, thân mình nhân viên các bạn, thì nhấn vào thì sẽ có cơ hội nhận được rớt ra các vật phẩm đấy bạn, những cái nhân viên thì sẽ có cơ hội rớt ra vật phẩm cho bạn, chứ không phải là 100% là rớt ra vật phẩm đâu nha bạn. Thì nếu như bạn may mắn thì sẽ nhận được nhờ cho mình những cái vật phẩm
Thì những cái vật phẩm đó thì bạn tiến hành vào cái phần kho ở đây để tiến hành ghép lại nha bạn. Các bạn đây những vật phẩm nhân viên bạn tiến hành ghép lại và bạn sử dụng thì sẽ có thể nhận được cho mình những cái phần thể lực, những cái vật phẩm như thế này nha bạn. Và mỗi lần sử dụng sẽ tốn là một thể lực nha bạn. Ok, bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi kế tiếp của bạn. Tớ tên Thảo, làm sao để mở thêm món ăn vậy? Ai chỉ mình với. Thì để mở thêm món ăn các bạn vào cửa tiệm nha bạn. Ví dụ như ở phần đại sảnh thì bạn xuống vào kéo xuống bàn ghế 1 nha bạn. Sau đó kéo xuống bàn ghế 2. Kéo xuống bàn ghế 3 và tiến hành chọn mua thôi nha bạn. Bàn ghế 4 nha bạn. Và tiến hành chọn mua thôi. Sau đó thì qua bên phòng riêng vẫn vậy các bạn, thì bạn cũng nhấn vào hết phòng riêng có phòng 1, phòng 2, phòng 3. Khán phòng vẫn vậy nha bạn, bạn cũng nhấn vào khán phòng, các bạn tiến hành ghi phòng 1, phòng 2, phòng 3 nha bạn. Sảnh buffet thì vẫn vậy, nhấn vào và nhấn vào sảnh buffet. Câu hỏi kế tiếp của bạn. Như bảo làm sao để mua 4 bàn vậy anh hướng dẫn đi. Anh em không biết mua ở đâu. Thì để mua được 4 bàn, có thể là bạn nói ở đây một đại sảnh các bạn, thì bạn vào cửa tiệm, vào đại sảnh, bạn kéo xuống bàn ghế 1 các bạn, các bạn tiến hành mua. Bàn ghế 2 các bạn tiến hành mua. Bàn ghế 3 thì bạn cũng tiến hành mua nha bạn. Tới bàn ghế 4 thì bạn cũng tiến hành mua. Thì như vậy là được rồi các bạn. Thì nó sẽ tự động đổi cho bạn nha bạn. Đây khi hết khách thì nó sẽ tự động đổi. Câu hỏi kế tiếp của bạn Duy Nguyễn. Mình mua và nâng cấp full đồ rồi mà vẫn thiếu 50 điểm để lên bằng 2. Thì cái này thì bạn có thể vào cái áo quanh World Cup này nè bạn, để tiến hành trao đổi những cái gian hàng đây để có thể đủ điểm cơ sở để lên bằng 2 nha bạn. Tại vì điểm sổ mình nếu như mà mình mua hết thì nó sẽ dư nữa bạn. Ủa bạn nói là lên hoàng 2 hả? Lên hoàng 2 thì bạn có thể vào sảnh buffet nữa bạn. Các bạn tiến hành nâng cấp nha bạn. Cái này nâng cấp miễn phí mà bạn. Ở là xin lỗi bạn, nâng cấp thì vẫn được cộng điểm nha bạn. Nên là bạn cứ nâng cấp thoải mái. Câu hỏi kế tiếp của bạn Minh Sáng Nguyễn. Cách nào tạo hiệu bàn vậy anh? Thì để tạo thêm bàn thì bạn vào cửa tiệm, vào phần đại sảnh. Nếu như bạn muốn tạo đại sảnh các bạn, thì bạn kéo xuống bàn ghế 1 các bạn, bàn ghế 2, bàn ghế 3, bàn ghế 4. Thì bạn tiến hành mua các bạn. Khán phòng thì vẫn vậy, phòng riêng vẫn vậy nha các bạn. Câu hỏi kế tiếp của bạn Hoàng Hiếu Nhật. Có mấy cái ông hay vô rồi hỏi chìa khóa gì á mọi người, cái đó lấy đâu vậy? Ai chỉ em với, hu hu. Thì để lấy được chìa khóa như thế này nè, có ông hay vô ông hỏi lấy cái chìa khóa xe nè bạn. Thì chìa khóa xe này nè các bạn phải nhặt được từ nhân viên nha bạn. Thì trên đầu nhân viên mà nó xuất hiện con cá đó, thì bạn cứ nhấn vào người nhân viên, nó sẽ rớt ngẫu nhiên những cái chìa khóa như thế này. Các bạn khi hỏi xuống thì bạn cứ nhấn vào cho, hoặc là bạn nhấn vào không cho nha bạn. Thì những cái này thì anh thấy không cho tốt nhất, tại vì khi ghép lại và bạn nhấn vào thì nó sẽ ra một cái vật phẩm khá là giá trị hơn mà số tiền mà cái ổng bỏ qua để chuộc các bạn. Câu hỏi kế tiếp là của bạn An Lan Man. Sao bạn farm F1 World Cup nhanh vậy, xin mẹ với. Thì cái F1 World Cup, đây là F1 World Cup, hiện tại thì mình còn thiếu 200 điểm nữa, nhưng mà ngày mai hết hạn rồi nên là mình sẽ không chơi nữa nha các bạn. Thì để có được em qua cấp này thì bạn cứ vào chơi 3 lần miễn phí, sau đó thì bạn chơi hết năng lượng và cứ tới và như vậy thì bạn cứ đợi là 1 tiếng rưỡi và bạn vào và bạn chơi thôi nha bạn. Câu hỏi kế tiếp của bạn Duy Nguyễn. Bạn ơi có game này không ạ? Có thể kết bạn với nhau không? Thì hiện tại tựa game này có những cái code sau. Thứ nhất là code là hotbot, lưu ý chữ H viết qua nha bạn. Có thứ hai là Hanbot. Có thứ ba là Food. Đây là ba code nha bạn.
Sau khi nhận công các bạn vào nhân viên, đây các bạn có cái cục kim cương, bạn nhấn double vô là sẽ nhận được kim cương nha các bạn. Thì cái tựa game này hiện tại không kết bạn được nha các bạn. Nó giống y như tựa game offline vậy á. Nhưng mà trong thời gian tới không biết nhà phát hành thì có cập nhật thêm cái tính năng kết bạn không thì không biết. Nhưng mà hy vọng thì trong thời gian tới thì sẽ ra mắt tính năng đó nha các bạn. Câu hỏi kế tiếp của bạn Sơn Vũ Ngọc, bạn ơi cho anh hỏi sở nhân viên nên ưu tiên nâng gì trước ạ? Thì nhân viên thì mình ưu tiên nâng đầu bếp trước nha các bạn. Đấy bạn, nhân đầu bếp, sau đó tới nhân viên phục vụ, à xin lỗi bạn, nhân viên tính tiền, BG, nhân viên phục vụ và phụ bếp. Ưu tiên đầu bếp trước nha các bạn. Ok, thì như vậy là mình đã giải đáp thắc mắc xong cho một số bạn. Thì còn rất là nhiều bạn vậy đó còn thắc mắc nữa thì mình sẽ là tiếp tục làm trong những cái video tiếp theo nha bạn. Nếu bạn nào có thắc mắc thì bạn cứ comment bên dưới thì mình sẽ tiếp tục giải đáp thắc mắc cho bạn. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn chơi game vui vẻ. Đừng quên like video này nếu bạn hay và chia sẻ cho bạn bè cùng biết với nha. Cũng đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.